Tớ anh Tấn. Xịt nhà mình trước đi, láng cái thang qua nhà mình giờ. Xịt nhà mình cho nó ướt. Xịt nhà mình cho ướt chứ đi. Đâu tới đâu. Xịt rửa nhà dính cho nó ướt. Nó có làm rồi. Chú hoài rồi chứ xuống. Nhìn nên nó tới chắc con trái hết cái trụ. Tắt đi vậy Mai. Bán không tới mà. Cái xe bên này thì ngon. Nè ơi, nhưng mà nước vô nó mát. Điện mà. Nên nó chèn vô nó giật luôn người sập luôn đó. Còn mạnh hơn nữa. Ủa giật giật chết luôn á. Xịt nhà mình cho nó ướt thôi. Điện vô, điện vô. Rồi. Xịt bên chỗ này cho nó ướt thì nó không có lan qua thôi. Rớt rồi, rớt. Bên em có hồi không? Xịt không, bên này dọn nước yếu. Em xịt bên này luôn. Xịt nhà mình nó tới xịt trên cái nóc á. Như lan nó đi theo đường dây điện nó lan hết rồi. Xịt cái cây á anh Tấn, cái cây á. Mà đâu dám xịt được đâu. Nước mà. Mình cứ đứng ở đây mình chơi đi rồi. Xịt xịt nhà mình trước đi, tính gì tính. Dù mình đỡ bệnh nó sẽ phun xương thôi, nó cũng đỡ. Nhưng mà em né trước ra đây cái dây điện đứt nha. Đó. Né trước ra ngoài nha, mình né cái làm cái dây điện nó đứt. Né cứu hỏa. Em đi xe cái chạy cứu hỏa vô nổi á. Cứu hỏa nó vô đúng nào á. Đi điện nó tới. Nãy giờ cái thằng này nó đang câu dây nè, cái thằng Nguyễn. À, đúng rồi, thấy quá. Thằng câu dây này. Câu dây này. Mạng á, nãy mạng đâu? Nó đứng ở đây câu. Giờ đâu rồi? Chạy kêu rồi. Thôi đi đường khác kia, quay lại đi đường ngoài đi. Chạy ngang nguy hiểm lắm, đi đường ngoài đi. Kêu còn cứu hỏa nữa đi. Có nguyên chiếc xe hơi trong kia luôn. Đi lên lấy mấy xô nước thử. Nó nổ kìa. Con heo ghế là bung ra luôn nha heo. Bung ra luôn nha.
nhìn chính xịt qua nhà dì Mai cái anh, nhìn chính xịt qua bên dì Mai nè. Hẹo ơi, chắc hàng mạng nha, tại mạng cái bánh nào mò ra bánh lên xịt nhầm mình. Đúng rồi, cái nước nhà bên kia không có bỏ nước rồi này. Thịt hơi bình hết cả bình luôn, không tắt nổi. Thịt hết rồi, lấy giờ thịt quá trời không tắt nổi luôn. Đây cho đây. Xịt nước nè, chơi nước nè. Mày cúp điện đâu chân trời. Đây cúp. Để cúp cái cầu dao của cái trụ này nè.
Đây có những dây điện nha Tuấn. Hai người tiêu dụng xuống ta tới đó. Mở mở bò đi. Hết rồi, cấp điện rồi, hết rồi. Cấp điện rồi. Nãy là của Phương Nam mà của VPT. Vô gắn gì dây điện mới cho mà xài. Thank you.